ly hôn, hai đứa con. Tôi đang tự hỏi cô lấy đâu sự tự tin để chèo kéo anh Bảo như thế. Chị nói gì cơ ạ? Thôi, cô cầm lấy tiền đi. Tôi cũng công nhận anh ấy là người giàu lòng thương người, nhưng cũng đừng thấy người ta tốt mà lợi dụng. Đỉa thì đừng có bám lấy chân hàng, cũng đừng có cố kiết đến cùng để đòi hỏi sự thương hại của người khác. Tôi không hiểu chị lấy tư cách gì mà phán xét. Tôi hỏi chị, giả sử tôi và anh Bảo có vấn đề gì đi chăng nữa thì chị có quyền hạn và tư cách gì mà phán xét chúng tôi? Cô cũng ghê gớm thế nhở. Vì tôi sinh ra không phải để mặc cảm về bản thân mình, và tôi cũng không có nhu cầu tự ti về một mối quan hệ nào đó trong tưởng tượng của người khác. Chị đừng có nghĩ rằng tôi không có tiền, không học cao hiểu rộng như chị, mà chị muốn nói gì cũng được. Mà tôi nghĩ là người như chị thì không nên ăn cơm tôi nấu. Phiền chị đặt cơm chỗ khác đi. Anh Bảo, anh có nói gì với cả chị Ngân kia không? Mà tại sao chị hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh? Nếu có thì phiền anh đi giải thích với chị ấy giúp tôi. Nhưng mà giải thích cái gì? Chị ấy nói rằng là tôi chèo kéo anh, cố bám lấy anh để có lòng thương hại. Nhưng tôi nghĩ là tôi chẳng có một hành động gì để khiến anh hay là chị ấy hiểu lầm tôi như vậy cả. Tôi đã có rất rất nhiều vấn đề rắc rối rồi, đừng có lôi tôi vào chuyện tình cảm rắc rối của hai người nữa. Chuyện hiểu lầm tình cảm giữa anh và em khiến em phải bức xúc thế à? Vì đó không phải là sự thật, đó là chuyện nhảm nhí. Nếu như một nửa trong đấy là sự thật thì sao? Đúng, đúng là không có chuyện em chèo kéo anh, mà ở đây là anh thích em. Anh thích em thực sự. Anh thấy tôi chưa đủ đáng thương à? Mà còn lôi chuyện tình cảm ra đùa giỡn thôi. Anh không đùa giỡn. Tôi đã từng nghĩ là anh có sự tôn trọng đối với tôi, nhưng có lẽ là tôi đã lầm. Hai người giống nhau thật đấy. Có muốn hàn gắn lại thì làm ơn đừng có lôi tôi vào, tôi chẳng liên quan gì cả. Chị ấy gọi tôi đến văn phòng để trả tiền cơm, mà cứ như là ban ơn cho tôi ấy. Còn anh thì sao? Tự cho mình cái quyền ban phát tình cảm cho người khác à? Xin lỗi, tôi không cần. Khuê, em phải bình tĩnh, chúng ta cùng nói chuyện với nhau đã. Tôi rất bình tĩnh. Tôi tôn trọng anh vì anh là anh trai của San, và cũng vì anh là sếp cũ của tôi. Anh cũng từng là người giúp đỡ tôi nữa. Nhưng có lẽ sau ngày hôm nay chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Chào anh. Khuê, thế em? Vâng, cảm ơn chị. Ngân à, anh Bảo. Đi ở đây. Có chuyện gì vậy? Sao anh lại nhìn em như vậy? Đúng rồi, đáng lẽ ra anh phải cảm ơn em mới đúng. Khuê vẫn chưa biết anh có tình cảm với cô ta,
và anh cũng chưa biết phải mở lời như thế nào với cô ấy. Thì nhờ có em, cô ấy biết hết rồi đấy. Anh sẽ chinh phục cô ấy bằng mọi cách. Anh Bảo, là đồng nghiệp, là bạn cũ, anh cũng nói luôn để cho em biết đường mà giữ khoảng cách với người đàn ông đang trong một mối quan hệ. Đừng bao giờ giở trò gì với anh. Đừng bao giờ dùng những lời khiếm nhã với Khuê. Lòng kiên nhẫn của anh có giới hạn thôi.